Tình hình trong những ngày vừa qua thì cái số lượng tàu chấp pháp của Trung Quốc là tăng lên so với những ngày đầu. Cái lực lượng tàu giả dạng tàu cá Trung Quốc và tàu vận tải cũng được huy động rất là lớn. Theo như quan sát của chúng tôi, trong những ngày vừa qua thường xuyên xuất hiện ở khu vực chúng tôi đếm được là từ 60 và đến 68 tàu các loại. Đặc biệt chú ý, trong ngày hôm qua Trung Quốc đã sử dụng thêm 2 tàu đổ bộ với trọng tải rất lớn xuất hiện trên khu vực. Khi chúng tôi tiến vào mục tiêu giàn khoan hạ đặt trái phép thì Trung Quốc đã dàn hàng ngang dày đặc trước cái khu vực mà chúng tôi trên trước cái hướng mũi tàu chúng tôi tiến vào. Riêng tàu 8-3 là lúc nào cũng bị từ 2 đến 4 tàu kèm sát, đặc biệt là 3210 và 3411. Có những lúc khoảng cách chúng tôi chỉ 90 mét là gần nhất và thường xuyên là cách chúng tôi khoảng 150 mét. Thưa đồng chí, mặc dù tàu cảnh sát biển Việt Nam đã phát loa bằng tiếng Việt, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh để tuyên truyền về cái sự xâm phạm trái phép này, theo ghi nhận của đồng chí thì các tàu Trung Quốc đã phản ứng ra sao trước những cái lời tuyên truyền và kêu gọi của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam? Cái lực lượng tàu chấp pháp khi vào gần thường xuyên phát loa tuyên truyền yêu cầu phía Trung Quốc rời ngay khỏi giàn khoan và các tàu chấp pháp ra khu vực hạ đặt trái phép, song phía Trung Quốc luôn bỏ ngoài tai và sẵn sàng có thể dùng tàu hút trực tiếp vào tàu cảnh sát biển của chúng ta. Trong cái thời gian làm việc đây là lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã 3 tàu là bị phía Trung Quốc là đã hút vào tàu mà gây thiệt hại về trang bị. Vâng, thưa đồng chí, vậy thì trong cái hoàn cảnh như thế này thì đối sách của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam để đối phó với những hành động ngăn cản của các tàu hải giám hải cảnh của Trung Quốc như thế nào? Theo những quan điểm chỉ đạo của Đảng ta, chúng ta lấy hòa bình, ổn định là chính. Chúng ta luôn mềm dẻo, song không phải là mềm dẻo mà chúng ta yếu. Chúng ta mạnh trên thế của chúng ta, tại vì chúng ta là chính nghĩa, chúng ta đúng. Cho nên chúng tôi xác định rõ quyết tâm là phải bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong những ngày tới đây có thể còn căng thẳng hơn, song anh em chúng tôi thường xuyên nhận được sự động viên của các thủ trưởng các cấp và nhân dân cả nước cùng với kiều bào nước ngoài. Chúng tôi càng phải quyết tâm hơn để bảo vệ vững chắc chủ quyền.